Huỳnh Anh lộ quan hệ thật với con riêng của bạn gái Bạch Lan Phương. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nữ MC xinh đẹp Bạch Lan Phương đã đăng tải hàng loạt bức ảnh trong chuyến đi du lịch đầu năm cùng tình trẻ Huỳnh Anh. Đáng chú ý nhất là con gái riêng của nữ MC cũng có mặt trong chuyến đi này cùng mẹ và bố dưỡng tương lai. Cụ thể, nữ MC hào hứng diện trang phục của người dân tộc bản địa chụp ảnh tình tứ bên bạn trai. Kèm theo đó, cô hào hứng khoe, tự dưng mới được anh người kinh bắt ở lại bạn luôn. Huỳnh Anh và bạn gái hơn tuổi liên tục có những hành động thể hiện tình cảm với nhau như ôm, trao nhau ánh nhìn trìu mến, thậm chí là khóa môi ngọt ngào. Tuy cặp đôi chị em mặn nồng là thế nhưng lần này cả hai phải nhường spotlight cho cô con gái riêng của Bạch Lan Phương với chồng cũ. Trong ảnh, con gái nữ MC gây ấn tượng với vẻ ngoài cá tính, nhuộm tóc highlight vô cùng nổi bật. Không chỉ vậy, nhóc tì còn có ngoại hình cao lớn vượt trội đứng cạnh Bạch Lan Phương trong cả hai cứ như chị em. Đặc biệt, Huỳnh Anh đưa cả hai mẹ con bạn gái đi chơi đầu năm cũng cho thấy được mối quan hệ giữa hai bên vẫn rất tốt đẹp. Trước đó, Bạch Lan Phương cũng nhiều lần chia sẻ loạt khoảnh khắc thân thiết của bạn trai và cô con gái Khánh An như nam diễn viên tập cho bé đi xe đạp, cùng nhau làm sô-cô-la. Bản thân Huỳnh Anh cũng tiết lộ anh và nhóc tì rất hợp nhau, thường đi xem phim. Khi được hỏi về người tình của mẹ, Khánh An sẵn sàng cho Huỳnh Anh 9 trên 10 điểm. Cách đây không lâu, Huỳnh Anh khiến nhiều người bất ngờ khi cập nhật dòng thông báo đã chia tay bạn gái trên trang cá nhân. Tuy nhiên, giữa lúc dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao về chuyện tình tan vỡ của cặp đôi, Huỳnh Anh đã lên tiếng đính chính đây chỉ là trò phá đám của kẻ xấu trộm mất điện thoại của anh. Cặp đôi sau đó cũng chứng minh mối quan hệ mặn nồng của mình bằng việc đăng tải loạt ảnh tình tứ. Trước đó, Bạch Lan Phương đăng tải clip ngắn ghi lại khoảnh khắc say quá cần câu của Huỳnh Anh. Ý là anh say vì công việc thôi phải không? Ý là anh làm tất cả chỉ vì em. Say lên là nói không ngừng mồm một nhịp nào, ngồi ngay cạnh mà cứ phải gọi cho bằng được. Bạch Lan Phương hài hước tố cáo. Song khiến cư dân mạng quan tâm hơn cả là chi tiết hé lộ mối quan hệ giữa Huỳnh Anh và bố vợ tương lai. Theo Single Mom tiết lộ, bố ruột cô đã rủ rê con rể đi uống rượu, nhưng cuối cùng lại để chú vợ đưa về. Bố vợ ok thật sự, rủ con đi xong bắt con lại luôn, để chú vợ phải ra đưa thằng bé say khướt về. Hai chú cháu ôm nhau mãi không nỡ tách rời. Như thể ngày mai là tận thế, Bạch Lan Phương hài hước. Qua chia sẻ của nữ MC có thể thấy nam diễn viên thân thiết được lòng đấng sinh thành, cũng như người thân nhà Bạch Lan Phương. Trước đó, Huỳnh Anh cũng từng gây chú ý khi cùng bố vợ trang trí cơ ngơi kinh doanh của Bạch Lan Phương. Anh cũng từng lấp lửng mối quan hệ tốt đẹp với gia đình người tình trên trang cá nhân. Khi gặp Phương, tôi đã bất ngờ về những gì cô ấy đã trải qua. Cô ấy cho tôi cảm giác tôi là mảnh ghép cô ấy cần. Gia đình cô ấy cũng tạo cho tôi không khí như tôi là một phần của nó. Vậy nên thế đấy, bọn tôi đến với nhau. Đúng là Phương hơn tôi 6 tuổi, nhưng sự thật là không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi, mà quan trọng bạn trông như bao nhiêu tuổi. Bạch Lan Phương, Huỳnh Anh công khai tình cảm vào tháng 11 năm 2020. Đến tháng 1 năm 2021, nam diễn viên chạy trốn thanh xuân cầu hôn bạn gái. Từ khi công khai yêu đương, cặp đôi liên tục phát cẩu lương trên mạng xã hội, xưng hô vợ chồng cực ngọt. Lan Phương sinh năm 1986 và là một cái tên sáng giá ở VTV bởi vẻ ngoài xinh đẹp và tươi tắn. Không chỉ giỏi chuyên môn, Lan Phương còn rất nổi tiếng trên mạng xã hội. Cô thường xuyên bày tỏ quan điểm về việc nuôi con cũng như chăm sóc gia đình và nhận được sự ủng hộ của rất nhiều bà mẹ bỉm sữa. Thời gian trước, Lan Phương từng gây sốt cộng đồng mạng khi bày tỏ quan điểm rốt cuộc chúng ta lấy chồng để làm gì, khiến các chị em đều phải gật gù đồng ý. Bài viết của Phương khá dài và chứa đựng nhiều tâm tư, chiêm nghiệm về những vấn đề gặp phải của một người phụ nữ khi lấy chồng. Chốt lại, cô khuyên phụ nữ nên sống vì bản thân và chỉ cần đính chính mình thấy thoải mái thì ắt mọi thứ sẽ tự an bài. Là một hot mom được nhiều người ngưỡng mộ như vậy, nhưng ít ai biết được ngoài công việc ở đài truyền hình, Lan Phương còn là một nữ doanh nhân khi tự tay mở và điều hành một spa làm đẹp. Cơ sở của cô thu hút khá nhiều chị em tới sử dụng dịch vụ nên rất ăn nên làm ra. Quả thật qua đây ai cũng phải thừa nhận rằng Lan Phương rất năng động và chăm chỉ.